còn vẫn còn thô thiển với phần cổ nhạc, nhưng đó mãi là một cảnh của Hương Đồng Gió Nội trao tặng cho quý khách tác giả để nói về một điểm cuối cùng, điểm cực nam của đất nước mến yêu, đất mũi Cà Mau. Chúc mừng quý khách tác giả cùng thưởng thức.
lòng vẫn hoài sắc son. Tô canh chua, cá rô đồng hay là một cái món ăn dân dã.